Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Tân Quế, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường có tổng diện tích là 295,7 m². Trên thửa đất, căn nhà phường thổ cư 100%. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ trái là liên thông ra đường tỉnh lộ 866 khoảng là 50 m. Con đường này rộng khoảng 3 m. Mình di chuyển là đường xe ô tô 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường học, ủy ban cách khoảng 100 m. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm nha. Xung quanh đất gia chủ thì đều cắm trụ và kéo lưới B40 hết luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 9m2, dài là 33. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí cột bê tông này nha anh chị. Mình đo tới bên đây là 9m2. Bên hông thì có một cái con đường đi công cộng khoảng 2 m nữa anh chị. Mình liên thông vào bên trong còn một cái nhà nữa là đường cùng. Phía trước thì còn một khoảng không gian sân còn rất là trống luôn anh chị. Gia chủ thì cũng cán nền và đổ bê tông. Về thì anh chị, cô chú, mình có thể làm một cái máy tiền kế ga. Mình có một bãi sân để anh chị đậu ô tô là tuyệt vời luôn nha. Đất và nhà thì tương đối cao ráo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng đông nam. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về khoảng 17 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy móc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 46 km là anh chị tới. Để em di chuyển vào bên trong để anh chị, cô chú mình xem và tham quan nha. Căn nhà thì gia chủ đều lót gạch hết luôn anh chị. Trên tường thì lót cho tới mí la phong. Ở bên đây thì mình có một cái hành lang rất là rộng. Anh chị có thể di chuyển ra phía sau. Cửa thì một số gia chủ dùng cửa cây, một số thì cửa nhôm nha anh chị. Mặt tiền thì gia chủ lót gạch cho tới mí la phong hết luôn anh chị. Đây là không gian phòng thờ. Dưới nền thì gia chủ đều lót gạch. Tường thì lót khoảng 2m2, còn phía trên sơn và đã đi bê, trần thì đóng la phong nha anh chị. Hai bên hông thì thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Căn nhà của mình thì còn mới và rất là kiên cố luôn anh chị. Về đây thì anh chị, cô chú mình mua, anh chị mình ở
là thích hợp luôn nha. Vì ở đây thì rất là gần chợ, trường học, ủy ban, mình cách khoảng 100m thôi. Căn nhà thì có 2 phòng ngủ anh chị. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Dưới nền thì gia chủ cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 2m2. Tường thì sơn và đã đi bê nha anh chị. Bên hông thì có thiết kế một cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Ở cửa là cửa nhôm, trần thì đóng la phong. Nó còn bên đây là căn phòng thứ hai. Phòng thứ hai thì cũng như căn phòng đầu tiên thôi anh chị. Còn bên đây là không gian nhà bếp. Nhà bếp thì gia chủ cũng lót gạch rất là sạch sẽ. Bên này thì về anh chị có thể mình thiết kế không gian phòng khách là tuyệt vời luôn nha. Bên đây thì cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 2m2 nha anh chị. Tường thì sơn và đã đi bê. Trên thì đóng la phong. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1.350.000.000. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà trên khu Gò Mát để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Về đây thì anh chị cũng không mất thời gian nha. Phía sau thì mình có nhà tắm, nhà vệ sinh riêng biệt hết luôn anh chị. Phía sau thì gia chủ xây tường cao khoảng 5m. Phía sau thì gia chủ trồng một số dừa và vài cái chuối anh chị. Nó ở phía sau tớp hậu lại còn 8m7. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Anh chị thấy video này hữu ích cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi tìm những sản phẩm tốt nhất gửi đến quý anh chị và cô chú nha. Ngang là 9m2 nha anh chị, chiều sâu là 33. Thổ cư là đầy đủ luôn, 100% luôn anh chị. Đó, căn nhà của mình quay về hướng đông nam. Đường xá thì mình di chuyển là đường xe ô tô 7 chỗ, rất là thoải mái đúng không anh chị. Mình cách chợ, trường học chỉ 100m thôi. Ở đây thì mình có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ hết. Hàng xóm thì khu vực này em thấy ở rất là đông. Vị trí này thì đẹp để cho anh chị, cô chú mình mua, anh chị mình ở là thích hợp luôn nha. Con đường ở phía trước là đường thông, đường công cộng nha anh chị. Ở xung quanh thì có trụ gào B40 hết luôn anh chị.
Cảnh giới thì rất là rõ ràng, anh chị yên tâm ha. Ở phía trước thì mình còn một khoảng không gian sân, anh chị mình đậu ô tô á, rất là thoải mái. Đây là tổng quan thửa đất, căn nhà giá gia chủ đang kêu bán là 1 tỷ 350 triệu nha anh chị. Ở đây là tổng quan thửa đất. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.